Trọng kính quý cha, thầy phó tế, sơ, quý hội đoàn ban ngành, quý phụ, quý ông bà và chị em. Nhân dịp xuân về, con xin đại diện cho ban thân vụ cộng đoàn thành Phaero Thursday. Xin kính chúc quý cha, thầy phó tế, sơ, quý hội đoàn ban ngành, quý phụ, quý ông bà và chị em một năm mới được nhiều hậu ân của Thiên Chúa, mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Sau đây cộng đoàn chúng con có món quà xin gửi đến quý cha, thầy phó tế và sơ. Xin mời quý cha, thầy phó tế và sơ trực tiếp là cha Ismail, cha phó bữa nay không có mặt ở đây, thì chúng con cũng có một món quà xin cha sau đó chuyển đến chúng cho cha Ismail cho chúng con. Xin quý vị chuẩn bị món quà đây. Quá khứ xin gặp anh ở đây thì xin.